Vào ngày hôm qua 18 tháng 9, thì ít nhất 17 hành khách đã bị thương khi một máy bay của hãng hàng không Philippines đi vào vùng nhiễu loạn trong hành trình tới thủ đô Manila của nước này. Và hiện tại thì những người này vẫn đang được điều trị về y tế. Theo báo cáo, sự cố xảy ra trên máy bay của hãng Philippine Airlines có hành trình từ Honolulu, Hawaii, Mỹ tới thủ đô Manila, Philippines. Trong một tuyên bố của đại diện sân bay quốc tế Manila, chuyến bay số hiệu 101 đi vào vùng nhiễu loạn sau khi cất cánh từ Hawaii lúc 11 giờ 47 phút ngày 17 tháng 9 giờ địa phương. Máy bay hạ cánh tại Manila vào lúc 16 giờ 18 phút ngày 18 tháng 9 giờ địa phương như dự kiến. Sự cố đột ngột đã khiến nhiều hành khách bị văng ra khỏi ghế ngồi trên máy bay. Máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội và những ai không kịp thắt dây an toàn đều bị thương. Mọi người bị nảy lên, nhất là những ai đang ngủ. Máy bay chào đảo như thể đang bị rời vậy. Một đội ngũ y tế đã được triển khai chờ sẵn để hỗ trợ tại sân bay. 17 hành khách bị thương ở nhiều mức độ khác nhau, một số đã được hỗ trợ di chuyển bằng xe lăn.